Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Uyên Huế nha. Hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu móc áo rớt vai rất là đẹp như thế này ha. Và trong quá trình xem thì có quảng cáo mà trên ngang làm gián đoạn quá trình xem của các bạn, thì mong các bạn thông cảm nhé. Nếu thích video thì hãy like, subscribe kênh và bình luận dưới cho mình xem là các bạn có cái điểm nào không hiểu hay là không thích thì cũng bình luận cho mình ha. Rồi chúng ta cùng đi vào móc nha. Nguyên liệu để móc cái áo này của chúng ta gồm có là 3 cuộn sợi cotton Amigo cotton nha. 3 cuộn là vừa đủ cho cái cân nặng 50kg trở về. Còn nếu mà bạn nào có số ký lớn hơn, chúng ta sẽ cần mua thêm nha các bạn. Cái sợi này thì mặc rất là mát nhưng mà nó có hơi nặng ha. Mình ở miền Nam nên mình hay sử dụng sợi cotton, còn nếu mà các bạn ở các vùng miền khác mà có cái thời tiết nó ấm áp hơn thì chúng ta có thể sử dụng loại sợi khác nha. Nó là tầm khoảng 1.5mm nha các bạn nha. Đây nè ha. Rồi, và kim móc chủ yếu chúng ta sử dụng là kim số 5, kim tulip số 5 nhé. Và ở cái đường viền thì chúng ta sẽ cần kim số 4, ở các viền thì chúng ta cần cái kim số 4 để nhỏ lại và kéo ha. Rồi một cái kim khâu len, một cái thước dây và một ít cái kim móc đánh dấu. Cái này nếu các bạn không có thì các bạn lấy len khác màu để đánh dấu cũng được nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào móc áo. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 3 miếng hình chữ nhật. Một miếng lớn thì có số đo chiều dài bằng chiều dài vòng eo của các bạn phần nhỏ nhất trừ đi 2cm. Còn hai miếng nhỏ, mỗi miếng có chiều dài là bằng số đo bắp tay của các bạn trừ đi 1cm. Còn cái bản rộng của nó là 7cm nha các bạn nha. Rồi đây nha. Rồi thứ hai, các bạn sẽ khâu những cái hình chữ nhật lại cho mình thành những cái ống như thế này nha. Thứ ba, các bạn sẽ khâu hai cái ống tay vào cái thân áo nha, tạo thành một cái như là hai cái như thế này ha. Và bước cuối cùng của chúng ta là viền cổ, viền tay và viền lai áo là kết thúc nha. Cái áo này thì là các bạn móc những cái miếng vuông thôi ha, cho nên là mình sẽ móc cho các bạn cái tay rồi các bạn sẽ ứng dụng vào móc cái thân ha. Hai tay và thân móc giống nhau hết ha. Rồi chúng ta móc cái tay thôi nha, nó là những cái miếng vuông nên là móc giống nhau ha. Rồi các bạn sẽ là lấy cho mình một cái thòng lọng ha. Rồi các bạn lấy cho mình 18 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 mũi bính. Rồi thêm 2 mũi nữa, các bạn vòng lại móc vào cái chân 16, các bạn móc cho mình một mũi nữa khác. Rồi mỗi chân móc ở dưới các bạn đều móc cho mình một mũi nữa kép nha. Bạn làm lần lượt đi nha. Rồi mình móc được đến 15 mũi nửa kép rồi, mình móc một mũi cuối ha. Đó. Rồi các bạn tiếp tục lên hai bính bên hàng, các bạn xoay sản phẩm lại, các bạn móc cho mình. Các bạn sẽ không móc vào cái mắt xích ở đây đâu nhé. Cái mắt này chúng ta không móc vào đó mà chúng ta móc vào cái chân mắt ở dưới này này. Ở đây này. Đó ha. Nhưng mà các bạn bỏ mũi này, các bạn móc mũi này, tại vì mũi này chúng ta vừa lên hai bính là đại diện cho nó rồi ha. Giờ các bạn sẽ móc vào cái chân, thay vì các bạn móc vào cái hai cái này như bình thường thì các bạn móc vào đây, thì khi bạn xoay sản phẩm mặt phải nó lại thì nó để lại cho chúng ta cái hàng mũi xích này ha. Rồi các bạn quan sát đây, chúng ta bỏ mũi đầu tiên này, các bạn nhảy qua mũi thứ hai này. Đó, không phải móc vào hai cái mũi xích đâu nha, móc vào cái thân mũi này, cái mũi một sợi trên thân đó. Rồi các bạn rút qua
các bạn dùng mũi ngựa kép nhé, tất cả chúng ta đều sử dụng mũi ngựa kép đây. Thứ hai này, đó ha, tiếp tục này, các bạn để ý nha, ở cái thân của nó chứ không phải là cái mũi, cái hàng mũi bính đâu nha, không phải cái đầu của nó đâu. Rồi các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình 10, tất cả là 15 mũi ngựa kép và 2 mũi bính lên hàng ha. Rồi trên thân của nó này, đó, tiếp tục móc, tiếp tục, cái họa tiết này nó làm cho cái áo của chúng ta tạo những cái sọc vằn vằn ở trên thân rất là đẹp luôn, và cái độ co giãn của nó cũng rất là tốt nha các bạn nha. Chúng ta có thể ứng dụng vào móc khăn đồ cũng được nha. Đây, đó, chúng ta vừa mới đi tới mũi áp chóc này, còn cái mũi thứ cuối cùng là nó nằm ở đây nè các bạn này. Các bạn đừng có bỏ qua cái mũi này nhé, các bạn bỏ qua là nó thiếu đó. Rồi tiếp tục lên hai bính, các bạn quay sản phẩm lại. Đó, các bạn để ý không, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái đường nổi lên như thế này. Và ở cái mặt phải này này, chúng ta sẽ không móc trên thân này nữa, tại vì nếu mà các bạn móc trên thân này thì cái đường viền của chúng ta nó nằm bên mặt trái, cho nên là các bạn sẽ móc vào đây cái mũi chân sau cho mình, một ở cái ở trên đầu này, các bạn lấy cái sợi ở sau á, một sợi ở sau thôi, rút này, đây đây này ha, đó đây đó, tiếp tục. Đều là mũi ngựa kép nha các bạn nha. Rồi còn một mũi cuối này, các bạn cũng đừng có bỏ qua cái mũi này nha, ra không là thiếu nha. Đó, một mũi cuối này. Rồi các bạn hai bính lên hàng, các bạn lại quay sản phẩm lại, và khi đó cái hàng thứ ba của chúng ta sẽ giống hàng số 1 nha. Đây, chúng ta sẽ móc trên, thay vì là móc trên cái hàng bính trên đầu, chúng ta sẽ móc ở cái thân của nó ha. Rồi các bạn quan sát nè, giống y cái hàng đầu tiên đó, các bạn lấy ở trên thân đó, các bạn quấn sợi qua kim này, chui móc kim qua, rút một lần, rồi quấn sợi, có một ít mũi thôi cho nên là mình không cắt video nữa, các bạn ráng coi nhé. Sợi này là sợi xe, nhưng mà cũng chỉ xe nhẹ thôi, dạng chập là nhiều hơn, nó vẫn có khả năng rớt sợi, nhưng mà vẫn không có rớt máy, đỡ rớt hơn là so với sợi finger nhé các bạn, rất là mát luôn. Rồi còn mũi cuối này, đó, rồi lại lên hai bính và lại quay sản phẩm. Rồi bây giờ của nè, cái họa tiết của chúng ta nè, đó các bạn, lại ở cái hàng này chúng ta móc giống cái hàng số 2 á, hàng số 4 thì giống hàng số 2, các bạn sẽ móc trên cái chân sau của cái mũi bính ở trên đầu này, đó nè, quấn sợi nè, bỏ cái mũi đầu tiên, móc vào cái mũi thứ hai, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này,
6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi còn mũi cuối này. Đó. 16. Rồi, các bạn cứ tuần tự như vậy lên hai mũi và các bạn móc ha. Cứ có hai mặt rõ rệt luôn. Cái mặt mặt trái này thì chúng ta móc vào ở trên thân của cái mũi. Bạn móc mặt phải thì các bạn móc ở chân sau nha. Cứ vậy mà móc cho đúng cái số đo của cái tay áo cũng như cái thân áo nha các bạn nha. Khi các bạn móc được những cái miếng này là miếng tay của chúng ta ha, là bằng số đo bắp tay của các bạn trừ đi 1 cm. Ở đây là mình có khoảng 26 cm, còn chiều dài này của mình là mình cho khoảng 6,5 hoặc đến 7, tùy các bạn, dài thêm tí ngắn tí không sao hết ha. Rồi các bạn sẽ tiến hành ráp chúng lại tạo thành những cái ống tròn cho mình nha. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn sẽ ráp nó ở cái hàng mà các bạn ráp nó từ mặt trái nha. Sau đó chúng ta lộn lại. Các bạn sẽ sử dụng cái hàng mà chúng ta dùng cái thân của nó để ráp. Thì khi mà lộn mặt phải ra thì chúng ta sẽ thấy cái đường này và cái đường ráp của chúng ta nó đẹp hơn ha. Rồi, đây là cái hàng cuối nè. Các bạn sẽ cho kim vào, chui qua cái lỗ đầu tiên của cái mũi bính lên hàng đầu tiên của chúng ta đó. Các bạn trượt qua, trượt qua ha. Đó, chúng ta sẽ dùng mũi trượt để khâu nó lại nha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái thân nè. Đây không, đây là cái mũi cái đầu nè. Cái trên đầu mỗi mũi nửa kép của chúng ta sẽ sử dụng ở cái thân của nó ha. Đây. Các bạn trượt qua. Tiếp tục. Trượt qua. Tiếp tục. Trượt qua. Các bạn cũng có thể dùng mũi đơn cũng được nha các bạn nha. Không nhất thiết phải dùng mũi trượt ha, mũi đơn cũng được. Đó, các bạn làm tương tự cho cái tay áo bên kia cũng như là cái thân cũng là làm giống y chang nhau luôn nha. Đó, trượt qua. Các bạn căng ke sau mũi nào móc đó thì đến cuối hàng là đúng đủ luôn ha. Đó, trượt qua. Trượt qua. Mình ấy hết để cho mình lộn lại cho các bạn nhìn thấy luôn ha. Trời mưa rất to. Trượt. Đó. Rồi đây còn mũi cuối cùng ha. Rồi các bạn sẽ chốt nó. Rồi các bạn sẽ cắt sợi nha. Đây chúng ta đã móc xong nè. Đây là mặt trái nè. Các bạn sẽ lộn mặt phải nó lại nha. Các bạn sẽ làm tương tự cho cái tay bên kia cũng như là cái thân áo nha. Các bạn sẽ được một cái ống như thế này nè. Rồi ha. Sau khi các bạn khâu xong tạo thành những cái ống như thế này, các bạn sẽ gập lộn lộn phải nó ra. Các bạn đây nè, cái đoạn chúng ta vừa khâu nè ha. Các bạn sẽ gập đôi nó lại, lấy cái điểm chúng ta vừa khâu làm tâm. Các bạn chia đôi nó, chia đôi cái ống này. Các bạn sẽ lấy được một cái ống, một cái điểm bên đây. Các bạn sẽ đánh dấu cái điểm này cho mình ha. Cái điểm này nè. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ chia, chia cái điểm này ra. Các bạn sẽ đếm, đếm từ cái điểm mình đánh dấu nè, đếm sang bên phải và bên trái mỗi cái 1, 2, 3, 4, 5, 5 hàng. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình ha. Đánh dấu lại cho mình 5 hàng tương đương với khoảng 4 cm á. 1, 2, 3, 4, 5 hàng. Các bạn lại tiếp tục đánh dấu bên này và các bạn sẽ làm tương tự cho bên kia nhé, làm cho tương tự bên nách bên kia. Rồi khi các bạn được đánh dấu xong rồi, các bạn sẽ dùng cái tay áo của các bạn nè, chúng ta sẽ hướng mặt phải của nó vào với nhau nhé.
Thì các bạn để ý ở đây là có cái đường khâu, chúng ta cũng để cho nó ở giữa nè. Cái đường khâu nó sẽ ở giữa cái tâm nắp của chúng ta, cái đánh dấu ban đầu mà mình đánh dấu màu đỏ. Còn bên phía kia thì là nó là cái đường mà chúng ta khâu rồi ha. Đó là hai đường khâu nó là sẽ chập lại với nhau. Còn bên đây là cái đường này thì mình đã đánh dấu rồi và các bạn chập vào đó nha. À, đường khâu màu đỏ nè. Đó. Rồi thì các bạn sẽ lấy que, lấy từ cái dấu của cái thân áo này, lấy qua cái nắp này. Đó, và các bạn đánh dấu lại nha. Các bạn sẽ đánh dấu lại cái vị trí mà các bạn, đó, ban đầu các bạn đánh dấu mình, đúng là mình phải làm như thế này thì dễ hơn nè. Đó, hoặc là các bạn sẽ đếm que cũng được ha. Này, 1 nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đó, đại khái là các bạn đánh dấu này thì các bạn chỉ cần lấy que là được rồi ha. Hoặc không thì các bạn đếm cũng được nha. Đó, mình thao tác hơi khó tại vì mình không có trợ lý nào hết ha. Đó, thì các bạn bên kia các bạn cũng vậy nha. Các bạn cũng đánh dấu lại và chúng ta sẽ lấy dấu từ cái thân ha. Rồi. Vị trí này. Các bạn làm tương tự bên phía kia nhé các bạn nhé. Rồi, ok. Sau khi các bạn đánh dấu được rồi, chúng ta sẽ dùng mũi chược để mà kết hai cái thành phần này lại với nhau nha. Rồi các bạn sẽ cho kim vào cái một cái vị trí ở cái tâm tâm của cái hàng đó. Các bạn sẽ chược qua. Ha. À. Rồi. Các bạn tiếp tục, cứ mỗi hàng chúng ta sẽ có hai mũi chược nha các bạn nha. Tại vì đó là một cái hàng ngoặc mũi nửa kép cho nên là nó tương đương với lại hai cái mũi bính, cũng tương đương với lại hai mũi trượt đó các bạn. Các bạn cứ trượt một hàng cho tới cái chân, cái điểm mà các bạn đánh dấu bên kia là ok nhé. Ta gỡ cái đánh dấu ở giữa này ra cho nó dễ thao tác này. Đó. Rồi. Tiếp theo. Thử đếm lại xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cộng một cái mũi ở ngay cái giữa nữa là 9, là đều nha các bạn nha. Là mỗi bên 9 nha. Mẹ ăn ơi. Ok, các bạn sẽ chốt nó lại ha. Rồi, các bạn sẽ cắt chỉ. Các bạn làm tương tự với phần bên kia nhé. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đi đi chưa? Đi. Sau khi các bạn nối hai phần tay vào phần thân áo rồi, chúng ta sẽ móc viền lên nhé. Móc viền lên cái phần cổ. Và các bạn, mình lưu ý là chúng ta sẽ đổi kim. Các bạn sẽ dùng kim số nhỏ hơn, là kim số 4. Thân áo và thì tay áo chúng ta móc kim số 3, nhưng mà từ giờ là cái viền áo các bạn móc kim thân áo và tay áo móc kim số 5 3.0, còn cái này chúng ta móc kim số 4 2.5 nhé. Rồi, các bạn có thể bắt đầu ở bất cứ vị trí nào, nhưng mà ở thân áo chúng ta sẽ móc mỗi hàng như thế này, chúng ta móc một mũi kép lên. Còn ở tay áo thì chúng ta một hàng móc hai mũi, một hàng móc một mũi. Rồi, mình sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn nha.
mình chọn ở cái điểm gần phía nách này. Các bạn có thể đặt ở bất cứ vị trí nào nhé. Xin lỗi các bạn. Rồi các bạn làm cho mình một cái thòng lọng này. Đó. Rồi các bạn vào. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính đại biểu cho một mũi kép này. Và mỗi hàng này các bạn móc cho mình một mũi kép. Rồi. Tới cái hàng kế nách này. Tiếp tục một mũi kép này. Rồi các bạn vào cái hàng mà cái điểm giao của nách đó, các bạn móc cho mình một mũi kép nữa ha. Rồi lúc đây chúng ta sẽ vào cái tay này, vào tay áo các bạn móc cho mình 2 mũi kép ở cái lỗ đầu tiên, và tiếp tục đó, hàng tiếp theo các bạn móc một mũi kép. Rồi cái hàng tiếp theo các bạn móc 2 mũi kép đó, cứ cách 2 mũi rồi đến một mũi này ha. Còn cái phần cổ áo trước cổ áo sau là mỗi hàng như thế này, các bạn chỉ móc lên một mũi thôi. Rồi đến 2 mũi này, rồi đến một mũi này, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhé. Mình đã đi đến cái phía bên kia của tay áo rồi này, nách áo rồi này, các bạn cũng làm tương tự ha. Các bạn ở ngay cái điểm giao này, các bạn móc ở sát cái điểm giao, các bạn móc 2 mũi kép này. Rồi ở ngay điểm giao thì móc một mũi kép này. Rồi bước qua cái phần thân áo, chúng ta mỗi cái hàng là chúng ta móc một mũi kép nha. Mỗi hàng của thân áo chúng ta móc một mũi kép cho mình. Đó ha, để cho cái phần cổ chúng ta nó sẽ gom lại, nó có cái độ cung ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục làm nha. Đây mình móc hết một hàng rồi, và các bạn sẽ dùng mũi trượt trượt vào cái mũi bính thứ ba của dãy ba bính đầu tiên chúng ta lên hàng nha. Trượt vào, rồi các bạn lại lên ba bính, và mỗi chân kép ở dưới các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi kép nha, không thay đổi gì hết luôn, cứ mỗi chân một mũi kép thôi ha. Rồi các bạn tiếp tục móc nha. Mình đã đi hết vòng thứ hai rồi, và các bạn cũng tiếp tục trượt vào dây bính thứ ba của dãy ba bính lên bính đầu tiên, trượt vào đây, và các bạn lên ba bính lên hàng nha. Chúng ta sẽ móc thêm 1-2 hàng hoặc 3 hàng các mũi kép như vậy nữa. Áo của chúng ta đã hình thành cái phần cổ, và các bạn cứ móc nhiều thì cái cổ của chúng ta nó càng cao lên nhé. Tiếp tục móc nha. Tay áo và lai áo các bạn sẽ dùng chung một cái mũi móc và một công thức móc giống nhau nha. Là chúng ta sẽ móc 2 mũi một ô, 2 mũi kép một ô, và cách một ô một mũi. Rồi 1 2 3 mũi kép lên hàng. Rồi các bạn vô, các bạn móc 2 mũi kép, tiếp tục móc ô hàng bên cạnh một mũi kép, tiếp tục hàng tiếp theo 2 mũi, cứ 2 mũi kép rồi lại một mũi kép như vậy ha. Các bạn sẽ móc lên khoảng 2-3-4 hàng tùy ý, tùy thích là tay dài hay tay ngắn nha. Cái phần lai áo cũng móc y chang luôn, cứ 2 mũi rồi một mũi đó, 2 mũi rồi một mũi kép như vậy ha. Ban đầu mình định là móc mũi ngoặc trước ngoặc sau, nhưng mà do là mình đang sử dụng cái sợi amigo cotton này, nó hơi là nặng đó, nên là nếu mà mình sử dụng cái mũi ngoặc trước ngoặc sau thì áo của chúng ta nó sẽ cộm lên nhiều và nó hơi nặng, nên là mình chỉ xài mũi kép bình thường thôi. Các bạn cứ móc với công thức này với hai tay và lai áo luôn nha. Lai áo các bạn ở đây là mình móc 4 hàng này, các bạn có thể móc 6 hoặc là 3, nói chung tùy thích, muốn dài thì móc dài, muốn ngắn thì móc ngắn nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái mẫu móc này rồi ha. Và nếu mà các bạn không thích mặc
áo mà rất vai, hở cổ nhiều như vậy thì các bạn sẽ, cái áo này chúng ta còn thêm một cái biến thể khác nữa, chúng ta sẽ móc một cái cặp quai dây của nó ha, cho nó ha, tại vì khi mà các bạn nhìn thì vậy thôi nhưng mà lúc các bạn mặc thì nó sẽ rớt vai nha, nó sẽ rớt vai. Cái cấu trúc áo là như vậy, và các bạn nào thích mặc rớt vai thì nó rất là đẹp luôn nha. Có điều là mặc rớt vai thì chúng ta cần phải phối với cái áo ngực không dây ha, thì nó mới đẹp ha. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp tục theo tiếp theo cho các bạn là móc cho nó một cái quai để các bạn sử dụng khi mà các bạn không thích mặc áo rớt vai nha. Thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình 4 điểm nhé, 4 điểm mà chúng ta sẽ xác định làm quai đó. Thì tạm thời mình đánh dấu 2 điểm trước để mình móc dây, xong rồi chúng ta căn cứ vào đó chúng ta vòng dây vào phía trước thôi nha. Rồi các bạn sẽ đánh dấu ở cái điểm mà tạo lên một cái đường chéo từ cái tâm nách nha. Rồi rồi như vậy đó. Rồi các bạn lấy lên cho mình một cái thòng lọng này. À, các bạn bắt đầu móc, các bạn cho kim vào cái nơi các bạn giấu và các bạn lấy lên lên cho mình, lấy lên cho mình 3 mũi bính ha. Chúng ta sẽ móc mũi ngoặc mũi kép thôi đó, 3 bính đại diện cho một mũi kép này, và các bạn lần lượt các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép đi ha, tùy các bạn muốn cái sợi dây của mình to hay là nhỏ để mà móc ha. Trong quá trình móc thì mình giấu sợi dây luôn ha, sợi chỉ thừa luôn để đỡ phải đi ấy ha. Cái dây này mình móc không có giảm tăng gì hết, cứ vậy móc thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8 ha. Các bạn thích làm nhiều hơn cũng được, hoặc là 6 mũi cũng được, tùy các bạn nha. Mình thấy 8 là ok rồi. Rồi các bạn lại lên 1 2 3 mũi bính, các bạn lại quay sản phẩm lại, chúng ta móc lên tiếp tục móc mỗi chân, vậy là chúng ta sẽ móc 8 mũi bính, 8 mũi kép nha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc 8 mũi kép, và các bạn đạt cái chiều dài của các bạn nó phải ngắn hơn cái sợi dây áo ngực của các bạn nhé. Ngắn hơn một khoảng cách an toàn, các bạn càng ngắn thì cái vai của chúng ta nó lại càng lên cao nha. Các bạn càng làm dây dài thì cái vai càng trễ xuống ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục như vậy móc nha. Sau khi các bạn móc được một cái sợi dây thì cái chiều dài của sợi dây nó sẽ ngắn hơn cái dây áo ngực của chúng ta nha các bạn. Thì các bạn khâu nó lại ha, khâu nó lại, hai bên khâu nó lại ở cái vị trí nào mà mình có hướng dẫn rồi, thì nó ở cái chân của nó sẽ nằm ở cái đường chéo kể từ cái tâm nách đi lên này ha. Đó, bên kia cũng vậy, đánh dấu lại và làm vô. Chúng ta khâu lại bằng mũi trượt hoặc là chỉ là cái đường khâu cũng được, sao cũng được hết, không có quan trọng ha. Rồi thì mình đã hoàn thành cái mẫu áo này rồi. Các bạn, mình sau khi mình hồi sáng mình có mang đi cân thì chính xác là nó là 2,7 gram á, 270 gram, tất nhiên là 2 lạng 7 các bạn ạ. Nên là các bạn mà nặng ký quá là chúng ta phải mua là 400 gram, còn các bạn mà tầm 50 kg đổ lại thì chúng ta sử dụng là 300 gram là đủ ha. 300 gram là 3 cuộn amigo cotton. Các bạn có thể sử dụng len, len thì nó sẽ nhẹ áo hơn ha các bạn ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công nhé. Nhớ like, share hay là subscribe kênh cho mình. Có cái vấn đề gì chưa hiểu hoặc là các bạn làm thấy mình làm mà xấu mà muốn góp ý thì xin hãy comment ở bên dưới nha. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc mọi người một ngày vui vẻ nè.